Bảng xếp hạng Power for Power của Lion Championship, ai xứng đáng đứng đầu? Lion Championship hiện nay chưa có bảng xếp hạng Power for Power chính thức cho giải đấu. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng đến nhu cầu so sánh tương đối của khán giả dành cho các võ sĩ. Là giải MMA số 1 ở Việt Nam hiện nay, Lion Championship quy tụ dàn võ sĩ trong nước lẫn quốc tế có chất lượng bậc nhất, đến từ đủ các nền tảng võ thuật khác nhau. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Những cuộc so tài của các võ sĩ rất trực quan, cho thấy năng lực thi đấu đối kháng xuất sắc của từng cá nhân. Đề cập về việc so sánh, bản thân Lion cũng đã có bảng xếp hạng võ sĩ của từng hạng cân. Độ chính xác của bảng xếp hạng này được đánh giá cao bởi quy chuẩn điều lệ của giải rất rõ ràng ngay từ đầu. Các võ sĩ sẽ được tính điểm tích lũy tùy theo kết quả từng trận đấu. Tuy nhiên, có một đặc sản khác của MMA phương Tây mà Lion Championship chưa sở hữu. Đó là một bảng xếp hạng Power for Power, P4P. So sánh thứ hạng của các võ sĩ với giả định, tất cả các võ sĩ đều thi đấu ở cùng một hạng cân. Lịch sử khái niệm Power for Power không phải mới. Vào thập niên 50 của thế kỷ trước, Sugar Ray Robinson nổi lên như một tay đấm quyền anh hoàn hảo ở mọi phương diện, đến mức độ mà khán giả hâm mộ boxing chẳng thể nào so sánh Robinson với bất cứ ai trong cùng hạng cân được nữa, mà phải so sánh ông với những nhà vô địch ở những hạng cân khác. Nếu võ sĩ A cùng hạng cân với võ sĩ B, cân nhắc tất cả ưu thế, độ hoàn hảo của kỹ thuật, sức bền, lực đấm, fight IQ, footwork, thì ai sẽ thắng? Đấu trường MMA thừa kế không ít đặc điểm của đấu trường quyền anh, nên không có gì lạ khi các khán giả cũng có nhu cầu so sánh, nhu cầu tìm ra nhà vô địch Power for Power, nhà vô địch cùng hạng cân của họ. Dựa trên định nghĩa, bảng xếp hạng Power for Power hoàn toàn là một bảng xếp hạng giả định. Các võ sĩ khác hạng cân quá xa sẽ chẳng bao giờ đấu với nhau để phân định thắng thua. Nhưng nói chung, vẫn có một vài quy chuẩn được nhiều fan hâm mộ đồng tình để xác định thứ hạng cho các võ sĩ. Chúng bao gồm thành tích thắng thua tại giải, chất lượng trình độ của các màn đối kháng, bao nhiêu chiến thắng đến từ knockout hoặc submission. Vậy liệu đây đã là thời điểm thích hợp để Lion Championship cũng sở hữu cho mình một bảng xếp hạng Power for Power? Lịch sử sẽ nói rằng có lẽ chưa. Không dễ để đặt cái danh nhà vô địch mọi hạng cân lên vai một võ sĩ. UFC khởi đầu từ năm 1993 đến tận năm 2013 mới có bảng xếp hạng Power for Power và bảng xếp hạng từng hạng cân. One Championship có bảng xếp hạng từng hạng cân từ khá sớm, nhưng cũng phải đến năm 2020 mới đẩy ra bảng xếp hạng P4P. Cả của MMA lẫn kickboxing và Muay Thái. Béo Lê Tờ thậm chí còn muộn hơn. Giải MMA thứ 2 của nước Mỹ chỉ có bảng xếp hạng P4P từ năm 2021. Dù sao đi nữa, các fan MMA Việt Nam vẫn có thể rất tự do sắp xếp bảng xếp hạng chiến lược của võ sĩ theo ý họ. Ở Lion Championship, những cái tên như Phạm Văn Nam, Alexei Filonenko, Nguyễn Trần Duy Nhất, Nguyễn Văn Ý hoàn toàn xứng đáng nằm trong top đầu của bất cứ bảng xếp hạng P4P fanmade nào. Nếu như Phạm Văn Nam, Nguyễn Văn Ý và Nguyễn Trần Duy Nhất đều đang sở hữu chuỗi toàn thắng 4 trận, Alexei Filonenko cũng đang cống hiến những trận đấu đỉnh cao khi thượng đài 3 trận MMA, thắng KO cả 3. Phía dưới các nhà vô địch có thể sẽ là những cái tên đã chứng minh chất lượng như Nguyễn Văn Camille, Trịnh Xuân Anh, Trần Ngọc Lượng, Robson Oliveira, Đinh Văn Hưởng. Lion Championship dự kiến còn hai sự kiện nữa là hết mùa giải 2023. Có không ít kỳ vọng rằng sau hai mùa giải thành công, Lion có thể thu hút thêm một lượng võ sĩ đáng kể. Với những trận đấu mới, khán giả sẽ có nhiều dự kiện hơn để so sánh cụ thể năng lực của mỗi võ sĩ. Và lúc đó sự xuất hiện của một bảng xếp hạng Power for Power sẽ đỡ gây tranh cãi hơn nhiều.